Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và hôm nay nữa bạn, chúng ta đang có mặt ở một sân thi đấu mọi người ạ. Thì như anh em đang thấy, ở bên đây là có Kairon với Simmy nè. Ở bên mình thì có mình và Sammy. Bên kia thì có Mr. Dịch và Camui. Và có Siro và bạn Mimi ở bên kia nữa. Là có nghĩa là có 8 người. Đó chính là tất cả những thành viên của Hero Team luôn nha. Và video hôm nay sẽ là một video rất là vui và đặc biệt luôn mọi người ơi. Mọi người biết tại sao không? Là bởi vì là hôm nay là sẽ có tất cả thành viên của Hero Team vào trong đây để cùng nhau thi đấu với nhau, chơi chung với nhau một cuộc thi mọi người ạ. Và cuộc thi này sẽ có phần thưởng là trị giá là 10 triệu đồng nha các bạn nha. 10 triệu đồng. Đấy. Mà 10 triệu đồng này ở đâu sẽ có đây? 10 triệu đồng này sẽ được do những thành viên của Hero Team trong Hero Media sẽ bỏ ra 10 triệu để tổ chức cuộc thi này nha các bạn nha. Rồi thì không nói nhiều nữa, thì bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi nha mọi người. Thì hôm nay tất cả thành viên của Hero Team sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi chính là vượt chướng ngại vật nha mọi người. Ở đằng sau lưng của mình nè, có rất là nhiều những chướng ngại vật luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu vượt chướng ngại vật để xem coi ai sẽ là người giành được nhiều điểm nhất. Nếu người nào giành được nhiều điểm nhất thì sẽ được 10 triệu nha. Rồi ok. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào? Cuộc thi bắt đầu. Let's go. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ mấy bạn nam sẽ là người thi đấu trước nha. Ok. Thì bên đây là có Kairon sẽ thi đấu nè. Bên đây là Mr. Dịch kìa. Còn bên kia là Siro. Ơi đâu ơi. Yeah. Tính ra là chưa bắt đầu luôn mà ông đã vô chơi thiệt ngồi trước rồi. Rồi. Chơi ăn nhẹ gì? Người ta ngồi thì người ta đã đi đâu, người ta ngồi thì người ta chờ. Đúng chưa? Thuyền thuyền cách bờ 3 cm vậy. Rồi ok thôi thôi, cài ổng đi bây giờ chúng ta cùng nhau lên thuyền nào anh em ơi. Ok, thì màn đầu tiên sẽ là màn gọi là cưỡi thuyền nha mọi người nha. Đấy, không nhầm, chèo thuyền chứ ai kêu là cưỡi thuyền nhầm. Cưỡi thuyền. Rồi, bây giờ chuẩn bị đếm 1, 2, 3 là bắt đầu nha. Để coi ai giành được 10 triệu đây. Tôi mà giành được 10 triệu tôi sẽ mua quà cho Sam. Ok, Sam sẽ giành 10 triệu. Rồi, chuẩn bị nè. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi ok, anh em chèo thuyền đi. Xong rồi tôi bị kẹt rồi. Ok ok. Đụng đụng quá. Trời ơi, bình tĩnh thôi mọi người ơi. Cái này chơi á là chúng ta sẽ không ai nhường ai hết nha. Cái này là chơi công bằng nha, không có nhường nha. Đúng rồi, chơi công bằng nha. Em không biết sao nhưng mà em thấy chưa gì là em thấy ông Siro hơi bị ghê ghê á. Ông Siro ổng là chùm bắt cua ở trong Hero Team. Cua. Cố lên đi rồi, đừng có thua nha. Trời ơi, tôi thua chắc rồi. Ui trời, tôi lấy được cần gạt rồi nha. Đây rồi, tôi qua nè. Ui, tôi đã qua được màn 3 nha mọi người. Tôi đi trước Phong đây. Phong ơi, giật giải Phong ơi. Yên tâm, Phong sẽ là người đem 10 triệu giờ cho Sam. Ok. Yeah. À mà khoan, tôi quên mất cái này là có hai người thi đấu lận. Cho nên á là nếu như bạn nam thắng mà bạn nữ thua thì cũng vậy thôi à. Cho nên là tí nữa Sam cũng phải thắng nha Sam. Ok. Biết rồi. Màn này thì chúng ta sẽ dùng cây kiếm để đập mấy cái tơ nhện để chúng ta chạy qua nữa bạn. Ok, rồi tiếp là gì đây? Ui. À cái này là gai, này là gai. Chúng ta cần phải đi từ từ thôi bạn ơi. Chạm vào gai là sẽ bị chết. Oh no. Mình sẽ đi từ từ nha các bạn nha. Ui ui. Anh em đến màn bao nhiêu rồi? Tôi đến màn gai rồi nè. Ôi trời ơi, đau quá. Mình vừa kéo bờ gai nè. Tôi mất nửa máu rồi. Từ đấy là bạn tôi biết ở đằng sau gì hết. Ok. Ôi, mình gọi là né nan lùi bước về sau để nhường Phong rõ hơn hiểu không? Ai, ai, ai. Coi nó sai sai, sao cái chỗ tôi không có gần câu với ba ơi. Ủa, gì cây ấy. Bắt bằng tay ra. Đuổi cái cây này. Ôi trời, rồi xong tôi câu nhầm cái đôi giày rồi, tôi không câu được con cá. Chỗ này là mọi người bắt buộc là phải câu được con cá thì mới được qua nha. Ok. Ủa, ở đây mình không có cần câu. Vậy thì tự lấy đi, trời ơi. Nhảy xuống mà bắt cá đi. Nhảy xuống bắt bằng tay. Đúng rồi, nhảy xuống bắt bằng tay luôn. Ủa gì, Sido xong rồi hả, gì nhanh vậy? Ủa mà ông Dịch đâu rồi? Ủa sao ông Dịch mới tới chỗ kia vậy, chậm vậy? Dịch lâu vậy Dịch? Trời ơi anh Dường ơi. Trời ơi cá ơi, cắn câu đi. Trời ơi sao mà lâu quá vậy? Ủa mấy bạn ơi, sao hồi nãy mình câu nhanh lắm mà sao giờ mình chờ không thấy con cá nào xuất hiện quá ta? No, ông Dịch ông tới nơi rồi mấy bạn ơi. Rồi ông Rô ông đi đến tận chỗ nào luôn rồi mà mình chưa câu được con cá nữa. Trời ơi, phải câu được cá mới qua được hả? Trời ơi. Đúng vậy, bắt buộc phải câu được cá. Sao lâu quá vậy, không được con cá đâu. Cá ơi. Con cá là người không cần TV chủ thể của loài cá nhưng không câu được cá. Ủa? Kỳ gì kỳ vậy? Kỳ ta. Sao Phong chờ? Chịu hồi tụi nó lên đi Phong, hay Phong hãy chịu hồi tụi nó lên. Tôi chờ mãi mà không được con cá nào nè. Tôi còn nén khó chịu hơn mấy ông luôn nè. Trời ơi trời. Lên mọi người ơi, lên mọi người ơi. Cá ơi, sao tụi mày kỳ thị lắm hả? Yeah, được rồi. Tôi câu được nha. Mặc dù tôi không lụm được nhưng mà tôi câu được rồi. Đó, mọi người làm bằng chứng tôi nha. Ok. Ui, mình đi cuối cùng mấy bạn ơi. Xui quá. Rồi vượt qua. Cố lên. Ui, chìa khóa đâu trời, chìa khóa đâu?
Cố lên, cố lên. Rồi, ok, tìm chìa khóa, Nhiều gương quá. Nhiều gương quá, không biết chìa khóa nằm chỗ nào hết anh em. Ui trời, à đây. Thấy rồi. Qua. Ui, rồi xong Siro giành top 1 rồi. Siro top 1 rồi. Chạy qua. Mình phải là người giành top 2. Mình không thể nào thua. Mình top 2, leo lên. Càng lắm. Tao ơi, top 2, tao ơi. Leo lên, top 2. Trời sao mình top 1 rồi. Ok bạn ơi, thì như anh em đang thấy thì hiện tại là Phong được top 2 nè, Siro top 1, Dịch top 3 và Kairon top 4 rồi. Không, tại vì cái chỗ này của mình chạy qua không kịp rồi, mình chạy qua không kịp chỗ mọi người. Tính ra hồi nãy tôi hồi hộp luôn á bạn, tại vì là cần câu với tôi câu mãi không được con cá nào hết trơn á. Ok, thì bây giờ mình quên nói cho mọi người biết số điểm nha. Thì ở đây nó tính điểm như thế này nè bạn. Hạng 4 sẽ là 2 điểm, hạng 3 sẽ là 3 điểm, hạng 2 sẽ là 4 điểm, còn hạng nhất sẽ là 5 điểm nha. Có nghĩa là bây giờ Siro đã được 5 điểm, Phong được 4 điểm, Dịch được 3 điểm và Kairon được 2 điểm nha. Ok. Có là lên chim. Ok, yên tâm, để xem. Trời ơi, nó sẽ đấm cả thế giới, yên tâm. Ok, sẽ đua chắc luôn. Trời ơi, ông khinh thường người mới vào ạ. Ok rồi bạn ơi, bây giờ là sẽ tới lượt mấy bạn nữ thi đấu nha. Thì bạn nghĩ rằng ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Nhớ bình luận cho mình biết nha. Rồi ok, bây giờ tới lượt mấy bạn nữ nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Sau một cái màn thi đấu vô cùng nảy lửa của mấy bạn nam thì bây giờ sẽ đến lượt mấy bạn nữ sẽ thi đấu với nhau nha các bạn. Đấy, thì trận vừa rồi thì Siro là người giành top 1 nè, Phong top 2, Mr. Dịch top 3 và Kairon top 4 mọi người ạ. Đấy, thì để xem coi liệu lần này mấy bạn nữ thì ai sẽ là người giành được top 1, top 2 đây. Ok, ở bên đây các bạn đang thấy là có Mimi, bên đây là Kamui, bên đây là Sammy, còn bên kia là Simi. Rồi, chuẩn bị nha, mấy bạn nữ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok nè, chuẩn bị vào nha. Ba. Ê, bà ơi, từ bà môi. Ai biết đâu, thấy bảo sẵn sàng, cái tưởng đi luôn. Gì cái người ta, người ta mới vừa nói sẵn sàng thôi chứ người ta chưa kêu bắt đầu nha. Cá mui này hời luôn, cái máu ăn gian y hệt dịch đó. Ok. Rồi, chuẩn bị rồi nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Bắt đầu. Đây, như mấy bạn đang thấy thì mấy bạn nữ chúng ta đang liên tục chèo thuyền để vượt qua được chướng ngại vật, và người dẫn đầu chúng ta có thể thấy được đó chính là Mimi đang dẫn đầu và Kamui đang là người đứng xếp thứ hai. Ok, Mimi rồi xong, Mimi té xuống lava rồi mấy bạn ơi. Rồi xong, liệu Mimi có sống được hay không đây? Mưa cố lên. Kamui cũng đang vượt qua chướng ngại vật và chúng ta đang thấy Mimi xong luôn. Ô, chúng ta đang thấy người ta đã đổi lại, bây giờ thì mèo Simmy đã chuyển thành người top 1 rồi. Ok. Hay quá. Chèo về đi Simmy ơi, để cay còn đi ăn thịt bò đi Simmy ơi. Trời ơi. Vâng. Ủa Mimi đâu rồi? Mimi bị dịch chuyển lỗi. Mimi bị dịch chuyển lỗi qua bên chỗ của Sam. Trời ơi là trời, Mimi bị gì vậy? Ok, bây giờ thì để xem coi. Kamui đang là người top 1. Không. Simmy đang là người top 1. Sim chết hả? Rồi, Simmy top 1 nè, Kamui là top 2 ạ. Mưa ơi, mùi người già quê. 10 triệu đó, lấy 5 triệu cũng được Mưa. Trời ơi, để tôi coi. Sam thì hiện tại Sam đang là top 3 mọi người ơi, còn Mimi rồi. Mưa ơi. Ơi, là Mimi lắm cuối rồi. Mimi hiện tại vẫn chưa vượt qua được màn số 3 mọi người ạ. Đấy, ok, trời ơi. Tôi đang cố gắng, không được lo. Đến bàn câu cá nè. Cảnh đi, cảnh đi. Sẽ được trước đây, Simmy. Cảnh đi cá ơi. Giờ tôi xuống nước, tôi quậy. Tôi quậy không cho cá cắn đâu. Cái gì vậy? Quậy luôn, quậy. Quậy đi cây. Không có được nha, con trai chơi gì kì vậy? Ok, Sam sắp tới rồi. Câu cá đi Sam, mình là cá mập kìa. Đi ơi, cá mui, đúng rồi. Câu cá nhanh lắm, tôi câu cá nhanh lên, đừng lo. Cá mui xong rồi hả? Ôi, Simmy xong chưa? Tôi câu được cục xương. Simmy câu được cục xương các bạn ơi. Trời ơi trời. Rồi xong luôn yes, trận này. Ok. Trận này Kamui top 1 chắc luôn rồi. Trời ơi. Ok. Lắc mấy bạn rồi, ơi. Rồi câu được cá rồi. Ờ hay quá Sam ơi. Vượt nhanh lên. Ủa gì? Không có cúp hả? Đây tôi đưa cúp nè. Đây. Đây nhanh lên rồi. Trời ơi là trời. Nhanh lên đi bắt rồi. Trời ơi. Mèo Simmy chung game với cái bà không biết chơi game, giờ bà còn dưới kia kìa trời. Mèo Simmy đang là top 1 nha các bạn nha. Quan trọng là người nào nhảy lên top 1 trước nè. Trời ơi. Ok, Simmy top 1. Trời ơi. Không có đến được cái ghế.
Oh my god. Còn ở đây các bạn đang thấy là Sammy chắc là top 3 rồi mọi người ạ. À. Ủa Mimi rồi. Không sao, được mà. Mimi vẫn đang tiếp tục đào mọi người ạ. À. Thôi, mình nghĩ là bà Mimi này à, bà gào quá. À. Mình nghĩ là xác định rồi. Xác định rồi Mimi là em là top 4. Màu tôi luôn là Phong ơi, màu xám nè. Cái này là màu trắng mà. Trắng xám. Từ mọi người để ý không? Hồi nãy là Kyron top cuối, mình top đầu, giờ Jimmy top đầu là Mimi top cuối. Quá hợp lý luôn. Ê, mình đi cay ngang điểm hả cay? Mimi đang tiến lên đó bạn ơi. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau lên điểm nha. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tính điểm nào. Thì hiện tại là Mimi đang là top 2 nè. Sam bây giờ nhầm lộn lộn. Simmy top 1 nè, Camui top 2, Mimi top 3 và Sammy top 3 và Mimi. Ôi trời thời luôn các bạn. Team của tôi á Simmy, Sammy rồi Mimi, biết tôi chứ y không tôi đau đầu lắm. Ok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính điểm như thế này. Hồi nãy là Siro được top 1 đúng không? 5 điểm. Thì bây giờ Mimi là đội Siro nhưng mà chỉ được có 2 điểm thôi. 2 điểm thì sẽ là 7 điểm. Ok, 7 điểm. Camui là bên đội Dịch. Hồi nãy Dịch giành được 3 điểm. Bây giờ Camui giành được 4 điểm thì cũng là 7 điểm. Đấy, ok. Rồi, Sammy thì giành được top 2. Ờ giành được top 3 thì là 7 điểm ta. 3 điểm đúng không? 3 điểm. 7 điểm hết, 7 điểm hết, 7 điểm hết, 7 điểm hết. Ủa đều đâu? Ủa mọi người ơi, tất cả đều được 7 điểm. 7 đều luôn. Không có sự sắp đặt nào đấy Phi nha. Kỳ quá ta. Tại sao nó có một cái sự trùng hợp vô lý nó như vậy vậy? Đâu, cuối Phong ơi, cho màn cuối đi. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một màn cuối mọi người ạ. À. Ok, và màn cuối lần này sẽ kịch tính hơn nhiều, đó chính là hai cặp đôi sẽ thi đấu cùng với nhau nha mọi người nha. Rồi ok. Ôi, chơi teamwork hả? Chơi teamwork hả? Chơi teamwork luôn. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với màn số 3 nào. Ok các bạn ơi, thì như bạn đang thấy là hai màn thi đấu vừa rồi chúng ta đã được một cái số điểm là 7 điều mọi người ạ. À. Đã được một số điểm là 7 điều. Thì team Kyron cũng được 7 điểm, team mình cũng được 7 điểm. Team Mr. Dịch cũng được 7 điểm và team Siro cũng được 7 điểm luôn. Cho nên chúng ta không thể nào biết được ai sẽ là người giành chiến thắng. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ có được màn thứ 3 nha mọi người. Và màn thứ 3 này nó sẽ kịch tính hồi hộp hơn. Tại sao mình lại nói vậy? Bởi vì màn số 3 này thì chúng ta sẽ thi đấu chung với nhau nha. Như hồi nãy bạn thấy là nam thi đấu chung với nam đúng không? Thì nữ thi đấu chung với nữ. Còn bây giờ thì sẽ là các cặp đôi thi đấu chung với nhau luôn. Có nghĩa là mình với Sammy sẽ gì ta? Sẽ kết hợp cùng nhau để thi đấu vượt chướng ngại vật nha. Đấy, ok. Nói chung là mỗi team sẽ có hai người đó. Ok, vậy cho dễ hiểu. Rồi, ok. Ok, thì mọi người sẵn sàng chưa? Mọi người sẵn sàng chưa? Ok, rồi, chuẩn bị nha. Thì màn đầu tiên sẽ như thế này. Mấy bạn nam sẽ phải lấy chiếc thuyền bơi qua bên dưới kia sẽ có một cái rương, ở dưới đó cũng có một cái thuyền nữa, thì sau đó lấy cái thuyền nó bơi ngược về đây và đưa cho mấy bạn nữ để có thể vượt chướng ngại vật nha. Ok rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi mấy bạn nam lấy thuyền đi, nhanh lên. Ôi vượt biết đó, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ok bạn ơi, nhanh lên Phong ơi, yên tâm yên tâm. Trời ơi, tôi hay quá, trời ơi Phong lấy thuyền hay vậy. Trời ơi, tôi mà để tôi à, ok rồi, okay. Tới nơi rồi, mình sẽ mở rương ra mình lấy thuyền nha bạn nha. Lấy thuyền nè. Rồi sau đó quay ngược lại. Trời ơi, quay ngược lại, quay ngược lại. Trời ơi, khổ quá. Lên 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 mặt lên lên. Cho mặt quá mọi người. Rồi rồi rồi, mấy bạn cẩn thận nghe cái trận thuyền, thuyền nó tung nhau là nó tung nhau là tí nữa nó bể thuyền á. Ok rồi. Sao ơi, thuyền nè, thuyền nè. Lấm lấm lấm. Lên 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 lên. Ông đi ông đi. Ủa nó đây, nó đây. Không ơi. Lấm 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 mấy lấm mấy lấm mấy rồi rồi. Tôi đi trước nha, tôi đi trước nha. Ok 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 ok. Rồi vượt qua nè, vượt qua nè. Cố lên, đi đi Mui ơi, đi đi. Rồi vượt qua, vượt qua. Cố lên Sam ơi, cố lên, cố lên. Team của Siro mới là đáng sợ các bạn, mấy ổng vượt qua tới bên kia luôn kìa. À một tí nữa tới màn câu cá là phải câu được hai con cá nha. Ok ok ok, okay. Rồi nhanh lên Baby ơi, nhanh lên Baby ơi. Tới màn nhặt cần gạt nè, là cả hai đều phải nhặt cần gạt hết nha. Ok. À đau quá, đau quá. Ok. Ok rồi rồi, tôi qua tới màn số 4 ấy nè. À khoan, từ hồi nãy giờ mình quên nói mọi người nha, là team nào mà hai người đến trước á thì hai người đó có quyền được giành top 1 với top 2 luôn nha. Hiểu không? Cái gì? Được luôn hả? Đúng rồi, được giành top 1 top 2 luôn, tại vì là hai người thi đấu nha, chẳng lẽ giờ một người đến trước, người kia đến sau rồi người ta cái người đến trước ra thiệt thòi, hiểu không? Đấy, ok. Rồi xong. Rồi. Ui, tôi đang đổ đi Phong ơi. À dạ, trời ơi, cái ơi. Chỗ này gai nhiều quá, đâm nãy giờ đau quá mấy bạn ơi. Đúng ok, cẩn thận nha. Nhanh lên chim ơi, có lên chim ơi. Mày tạm, rồi đến đây, tôi câu cá đây. Câu cá, câu cá. Ok, hiện tại là mình với Siro đang bằng nhau mọi người ạ. À. Còn bên kia là Kyron và mẹ Simmy cũng đã tới rồi. Ủa, Mr. Dịch với Camui đâu? Quá, trời ơi. Ủa, Mr. Dịch với Camui đâu, sao không thấy vậy? Câu này, câu cá, 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 câu
Rồi, rồi mình đã thấy được hình bóng của Dịch và Ca Mui rồi các bạn ơi. Cậu cả nhanh lên. Nhanh lên. Wow. Các con, cảm ơn mọi người các con. Cá heo gọi tất cả những bạn cá con rồi, mấy bạn cá con fan của Phong ơi, cá con đó là cái câu hai con mới bắt đầu được đặt đúng không? Con. Đúng hai rồi, con, phải câu được hai con nha. À không, người nào câu được trước á thì người đó có quyền đi tiếp phải không? Câu được. Ờ đúng rồi, tức là người nào câu sau thì phải đặt sau á, không. Ủa? Được đi lại đường của người đã đặt nha. Hay quá Sam ơi, hay quá. Quá đi. Ok. Đi mày. Ủa mấy người kia cũng xong hết rồi á. Phong ơi, nhanh lên Phong ơi. Là hồi nãy tôi nói rồi là hai người đi đến có thể giành được điểm luôn. Ok. Thì như anh em thấy thì hồi nãy là 7 điều đúng không? Bây giờ thì Siro top 2, Si cái gì? Mimi top 1. Có nghĩa là hai người này là top 1 chắc rồi bạn ơi. Không có điểm. Hai người này top 1 chắc rồi. Còn gì ta, Cairo với lại là mèo Simi là top 2 là chắc rồi đó. Vậy có nghĩa là Phong sẽ là top 3, còn Mr. Dịch với Camui sẽ là top cuối nha mọi người, đến cuối cùng nha. Ok bạn ơi. Và Phong xin tuyên bố người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay đó chính là bạn thành viên mới Mimi và Siro. Xin chúc mừng hai bạn. Ok. Wow. Và hồi nãy tôi quên nói là như thường lệ á thì người nào vậy luôn. Ok bạn ơi. Vậy luôn. Như thường lệ thì cảm ơn. Như thường lệ thì người nào đến cuối cùng thì người đó sẽ là người phải bỏ 10 triệu ra để thưởng cho những người đến đầu tiên. Cho nên là tôi đề nghị là Mr. Dịch và Camui chuẩn bị về nhà, chuẩn bị tiền và gửi cho xe gì Mimi và Siro mỗi người 5 triệu nha. Ok rồi. Không phản đối cái luật này nha. Ok, không phản đối, thua không được quyền phản đối. Ok. Rồi các bạn ơi, và vừa rồi chính là cuộc thi giữa các thành viên của Hero Team. Thì các bạn thấy cuộc thi thế nào, có vui không nào? Và các bạn có muốn mình sẽ tổ chức thêm nhiều những cuộc thi như thế này nữa không thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Nếu như các bạn muốn thì mình sẽ tổ chức thêm những cuộc thi như là giết rồng Ender nè, hay những cái cuộc thi bắn súng đủ kiểu lum la, rất là vui luôn đấy. Ok, thì mấy bạn thích video này thì đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.